Này ban đêm sao nằm cả nhà? Không lẽ là cái đầu xe gối ngay chỗ đây, sau đó thì cái chân đưa ra phía ngoài này. Bây giờ hiện tại là trời chưa có tối hẳn cả nhà, nhưng mà đây ánh sáng của điện năng lượng nó đã sáng lên rồi, như thế này rồi nè. Bà ơi, ủa bà đi đâu rồi ta? Ủa, vậy là bà trốn rồi, bà trốn mình rồi. Xin chào cả nhà, hiện tại Nhân đang có mặt tại xã Phước Đồng, thuộc địa phận của thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Và buổi chiều sắp tối ngày hôm nay, Nhân sẽ mang một cái tấm đèn năng lượng mặt trời, Nhân mang lên núi, Nhân tặng cho bà cụ sống một mình trên núi đã 20 năm qua. Và tính khí của bà thì rất là thất thường cả nhà. Mình đang đứng đây nhưng mà hiện tại là nghe bà đang chửi một mình ở trên đó. Không biết là bà chửi ai. Thì cũng có một số lời đồn đoán của những bà con sống ở đây. Thì họ nói rằng là bà chỉ có thể là nói chuyện với người âm thôi cả nhà. Thì không biết rằng là liệu rằng là có phải như vậy hay không. Nhưng mà đối với Nhân thì cho dù bà nói chuyện với ai đi chăng nữa, nhưng bà là người đáng giúp. Bởi vì bà sống chỉ có một mình trên núi, cuộc sống rất khó khăn. Ở cái video trước thì cũng cả nhà cũng thấy rồi, là bà đi lấy nước ở dưới sông, nước rất bẩn, để mà về sinh hoạt. Nhưng mà bây giờ mình không biết làm cách nào để mà mình có thể đưa nước lên cho bà. Bởi vì khi mà Nhân che một cái tấm bạc lên trên đó thì lần sau Nhân quay trở lại thì lại không thấy tấm bạc đâu. Không biết là bà đã cắt cái tấm bạc bà bỏ đi hay là người khác cắt bỏ đi, mình cũng không rõ nữa. Thì liệu rằng là cái việc mà kéo nước qua cho bà thì nó có khả thi hay không? Thì cái việc đó thì sắp tới thì Nhân sẽ tính tiếp. Và bà sống trên đó thì ban đêm bà sẽ sử dụng, có thể là sử dụng một cái đèn dầu liều led nhỏ nhỏ thôi. Vì vậy mà Nhân sẽ mang một cái tấm đèn năng lượng lên, Nhân lắp lên đó cho bà. Thì bây giờ Nhân mời cả nhà hãy cùng với Nhân lên trên núi để mang ánh sáng lên cho bà nhé. Đi thôi cả nhà. Ủa, bà đâu rồi ta?
không? Con chào bà. Đang làm gì đó? Bà chưa có nấu cơm à? Con lên con thăm bà một xíu. Con mang cái đèn năng lượng. Xíu nữa con lắp ở phía sau cho bà nghe. Cái đèn để phía sau chi vậy? Thì ví dụ như ban đêm bà có đi rửa chén hay là bà đi đâu đó, bà thấy đường bà đi. Không có đâu, ăn ban ngày rửa ban ngày ở trội, chứ không có làm ban đêm đâu. Ủa, vậy ban đêm bà không có ăn cơm à? Không, ăn ban ngày không à. Ủa, vậy là buổi tối là bà không ăn cơm à? Không, ăn ban ngày không. À. Mới ăn xong á. Ủa? Ăn sớm lắm chứ, tại vì nhà không có chạy đèn, thành nó ăn sớm lắm. Ồ, vì là không có ánh sáng cho nên là bà phải ăn sớm. Không, không có ăn ban đêm. Dạ. Thôi nhà còn xài dầu lửa cũng không có ăn ban đêm, cứ chiều 4 giờ là ăn rồi. 4 giờ chiều là ăn cơm rồi. À, 4 giờ chiều 4 rưỡi ăn rồi. Dạ. Thành không có ăn ban đêm. À, vậy thì cái đèn này thì bà muốn lắp ở đâu? Hả? Cái đèn này bà muốn lắp ở đâu? Con lắp giùm cho. Không, nhà không có xài đèn. Ý là con không có lắp trong nhà, lắp ở phía ngoài á. Cho nó sáng ở phía ngoài thôi, không có lắp ở trong. Cái này nó không có tốn điện, là nó lấy ánh sáng mặt trời á bà, rồi nó ban đêm nó tự phát ra ánh sáng. Ban đêm bà ngoại còn dùng dầu lửa không? Dầu lửa tại vì không có ba không có ăn uống ban đêm, thành ăn ban ngày không, thành không có thắp đèn ban đêm. Vậy là ban đêm tối mịt vậy luôn hả bà ngoại? Nếu như những ngày nào mà có trăng thì mình sáng một xíu. Bây giờ ngủ một chút nữa hả? Tối ngay là đi ngủ chứ có ăn uống gì đâu. Xài đèn, xài đồ. Dạ. Yeah. Bà ngoại lên núi này mấy chục năm rồi ta? Đúng rồi, còn 40 năm. Bà ngoại lên đây hả? Bà ở đây lâu lắm rồi. Dạ. Yeah. Mấy chục năm rồi. Gần 40 năm. Vậy là năm nay là bà ngoại chắc là phải bảy mấy rồi ha? Bảy mấy tuổi rồi. Dạ. Hôm nay bà có đi lấy nước không? Hôm nay bà có đi lấy nước không? Lấy nước rửa chén đi chứ. Dạ, vẫn lấy cái nước ở dưới sông đó à? Dạ, lấy nước dưới sông bây giờ rửa chén. Dạ. Cực quá ha. Sống, bà ngoại sống lũ thủi có mình à. Đêm cũng tối mò luôn, không có ánh sáng. Con thấy cái chỗ ở của bà ngoại nhỏ xíu à, vậy bà ngoại nằm ngủ ngồi hay ngủ nằm? Dạ. Vậy con cứ lắp đại ở cái chỗ nào xe cái nhà của bà ngoại ha. Lắp chi nhà có thắp đèn đâu hay là mà rác vô. Đó, ăn cơm rồi. À, bà ngoại ăn cơm rồi. Ăn cơm rồi. Rồi chút là nghỉ chứ có ăn ban đêm đâu hay mà còn đèn. À không, cái đèn nó không có rọi vào nhà bà ngoại. Là trong nhà là vẫn tối thui, nhưng mà nó sáng ở ngoài á. Lỡ là đêm hôm rồi rắn rít rồi mình còn thấy đường chứ. Trời đất ơi, đâu có ăn uống gì ban đêm đâu mà còn đèn. Vậy là bà ngoại chia sẻ rằng là mỗi lần mà ăn cơm sớm 4 giờ chiều xong là ngồi đây nghỉ ngơi, khi mà sập tối là vào bên trong nhà là ngủ thôi. À.
cho con đi ra phía sau nghe xíu nghe. Dạ dạ dạ. Ui. Để xem thử là tối nay bà ngoại ăn gì ở phía sau cả nhà. Có một cái cối nè, hình như là cái này là muối, muối rau răm hay là muối gì đó, muối lá é hay rau răm gì đó. À, mình thấy một cái chỗ có thể treo được cái đèn cả nhà. Cái cây bự bự này là không biết là mình có leo lên được hay không á, hay là mình lấp ở chỗ này cả nhà. Cây này, cây nhỏ nhỏ này cũng được nè, chứ còn cái cây bự ở phía xe kia thì chắc là mình leo không được rồi. Lát nữa mình sẽ lắp ngay cây này nè. Ờ, để xem thử là tối nay là bà cụ ăn gì cả nha. Ủa, mình thấy có mấy cọng giá, mấy cọng giá không à. Không biết là cái này canh gì luôn á cả nhà này. Mà sao son lạnh ngắt à. Bếp cũng rất lạnh, chứng tỏ rằng là bà chưa có nấu buổi tối cả nhà. Đây, cái nồi cơm rất lạnh luôn. Có thể là rằng là buổi trưa là nấu buổi trưa rồi, sau đó là để ăn còn lại để tối ăn tiếp. Cho nên là nồi rất là lạnh. Nồi rất lạnh cả nhà. Mình sẽ lắp cái đèn ngay chỗ này. Không biết là mình lắp rồi cái đèn nó có cái tồn tại hay không, nhưng mà mình nghĩ là cũng không sao đâu cả nhà. Cứ lắp đi, biết đâu được bà cần sao. Mình không nghĩ rằng là buổi tối không biết là bà nằm như thế nào luôn á cả nhà. Bởi vì không thấy cái, có nghĩa là không có cái chỗ để mà nằm được luôn á. Vì sao buổi tối hay ta, buổi tối có khi nào, có khi nào bà quả bà thức cả đêm không ta. Thôi bây giờ tranh thủ cái lúc mà bà chưa có chửi á, thì để mình móc cái đèn năng lượng lên trên đây đi. Đèn mới toanh luôn cả nhà này. Mấy chục năm, bà chia sẻ là mấy chục năm rồi, sống trong bóng tối luôn, không xài đèn dầu luôn. Bây giờ mình sẽ leo lên cây này nè cả nhà. Hơi mạo hiểm xíu, nhưng mà Nhân nghĩ rằng là chỉ có cách mà cột cao như thế này thì may ra là cái đèn nó mới còn tồn tại cả nhà, chứ không thôi là
tính ra là cũng không dễ leo mấy đâu cả nhà, nhưng mà cố gắng thôi. Cũng may cái chỗ này nó có một cái chảng nè, cái chảng hai ra mới để được chân. Biết là cây này. Ok, đưa anh cái đèn trước. Nhưng sẽ cột ra cái hướng này. Đây cả nhà. Quá hợp lý luôn rồi nè. Đó. Chắc chắn một điều rằng là khi mà mình lắp cái điện năng lượng ở dưới là bà không chịu rồi, cho nên là mình phải lắp cái đèn lên trên cao như thế này cả nhà. Không thể nào mà rớt được luôn. Rồi, cuối cùng cũng đã xong rồi. Đây cả nhà, lắp xong rồi nè. Nói chung là Nhân cũng cố gắng lắm mà mới lắp được như vậy á. Bây giờ mình sẽ xuống mình sẽ test cả nha. Anh lấy cái remote đó. Có ánh sáng rồi thấy không cả nhà? Tắt nè. Ôi sao mà mình mở là được mà giờ tắt không được. À, tắt cái nút này. Mở lại này. Ok. Rất tuyệt vời. Sao lại... tắt đây.
Bây giờ mình sẽ bật chế độ auto thử coi. Đến gần một xíu nữa, tại vì nhiều khi xa quá nó là không có ăn nữa cả nha. Rồi, bật chế độ auto rồi. À, mình sẽ ở đây cho đến khi mà nó sập tối coi nha. Để mình test cái chế độ auto là khi mà trời tối nó sẽ tự mở. Chứ không thôi bà không có biết sử dụng coi nha. Rồi rất là uổng công. Cái remote này chắc có lẽ mình phải cất cho bà quá hay là không biết sao cả nha. Đưa cho bà không khéo là bà đập mất luôn, xong luôn. Rồi bắt đầu sắp tối rồi, xíu nữa để mình coi thử nó có sáng không. Này, chỗ ở của bà đêm ban đêm tối mò luôn. Bà ơi. Dạ. Con lắp xong cái đèn rồi. Dạ, cảm ơn. Bà ra bà nhìn thử là cái chỗ đó nó có ưng không? Không, chú gắn chỗ nào cũng được thôi chứ sao không được. Dạ. Chú gắn chỗ nào cũng được đó, cảm ơn. Dạ, vậy thì để xíu nữa để coi thứ là khi mà trời nó bắt đầu nó tối á, thử là nó có tự sáng không? Tại vì cái này là con lắp á, là đêm nó tự nó sáng, là buổi sáng là nó tự nó tắt. Dạ, cho nên là bà quả không cần phải bấm hay là làm gì hết á. Nhưng mà con lắp xe cái chỗ ở lắm, nó không có ấy đâu. Bà ra bà xem thử nghe. Không có, chú làm xe cũng xong hết mà. Ý là con chi? Ý là con sợ nếu mà đêm mà nó sáng vào nhà bà quá thì bà khó ngủ. Không có mắc mối gì hết á. Dạ. Đánh rồi cho tôi không có mắc mớ rồi đó. Dạ. Ủa bà, rồi cái tấm bạc hôm bữa rồi đâu rồi bà? Bạc có nó ăn trộm mất rồi. À, ăn... Bà hỏi ở đâu nữa, tôi biết đường nào chỉ. À. Ăn trộm mất hả bà? Đó, nó ăn trộm mất rồi đó. Dạ. Bà có muốn dựng lại cái chỗ ở của mình không? Dựng lại bằng cây không? À, thôi, đừng có dựng vậy đó, nhà tôi vậy mà cởi chú. Dạ dạ. Để nguyên hiện trạng cho bà ha. Dạ. Dạ. Hôm bữa bà ngoại tặng con cái mũ á. Nhưng mà con để lại cho bà rồi, tại vì con không có đội được. Dạ. Dạ. Ủa là cơm là bà ngoại nấu lúc trưa xong rồi chiều ăn lại hả? Con thấy cái nồi cơm nó lạnh ngắt à? Đi suốt ngày xong rồi, đi suốt ngày xong rồi 12 giờ 1 giờ vừa nấu cơm xong rồi cái đủ 3-4 giờ cái là ăn luôn. À. Chứ đi suốt ngày ở ngoài chợ. Dạ. Ui đèn sáng rồi. Đúng 6 giờ luôn cả nhà. Kìa. Wow. Đúng giờ ghê trời. 6 giờ là tự sáng rồi. Ê cả nhà đó, tự nó sáng rồi ha. Là khi mà trời nó tối là cái phía sau nhà bà ngoại đó nó sẽ nó có ánh sáng một xíu. Ở đêm có thể đi ra đi vô ở phía sau đó cũng được. Ồ hay quá. Đúng là thiết kế ra cái điện năng lượng cũng hay ghê. Tự nó sáng và tự nó tắt cả nhà. À hèn gì con ra phía sau con thấy là nồi cơm lạnh ngắt à. Là bà qua nấu lúc trưa rồi. Xong rồi chiều ăn luôn. 3 giờ ăn xong 3 giờ. Dạ. 3 giờ thằng cũng chiều. Hồi lâu giờ bà ngoại có ăn thịt ăn cá gì không hay là bà ngoại ăn rau thôi? Ăn đủ thứ chuyện hết chứ. Dạ. Cá hồi bữa nào ăn cá mua cá, bữa nào ăn thịt lại mua thịt, đủ điện hết chứ. Rồi có những lúc mà bà ngoại không có tiền thì sao mua? Có chứ sao không có. Vất vả cả nha. Hồi xưa bà ngoại có chồng không? Chồng á, chồng chết rồi. Dạ. Chồng tôi đi lính chết rồi. Dạ. Vậy hồi đó bà ngoại có mấy người con? Con hả? Con chừng mười mấy hai chục đứa mà nó
À, đi lấy chồng lấy vợ hết chỗ trơn. Dạ, rồi sao bà ngoại không về ở với con cho vui? Chung cha nó lấy chồng lấy vợ hết chỗ trơn. Còn tôi mẹ chồng khó thành tôi về xứ đây tôi ở tôi bắt ốc quá rau tôi ăn lâu lắm rồi. Lâu rồi ở xứ đây này chứ phía bên chồng nó khó khăn lắm. À bà ngoại nói phía chồng khó cho nên là về đây ở. Phía bên chồng nó khó khăn lắm. Dạ. Nên nó chơi tôi là cái con nhảy đầu đi lấy cái đồ củ mì. Ủa, đồ củ mì là sao bà ngoại? Thì mình nghèo á. À, mình nghèo. Đồ củ mì là nghèo hả? Trời. À, thì nhà mình nghèo khó quá mà con ta ưng thành nó chơi củ mì củ đồ nè. À, vì là hồi xưa ai mà gọi củ mì là nhà nghèo. À, bây giờ con mới biết đó ha. Bữa nay mà ai mà có củ mì là giàu á bà ngoại. Sẵn có, sẵn căng xong rồi cái mình thì sau này cha mẹ nó khó khăn quá thì nó bỏ nhà nó đi thì đi lính xong rồi. Dạ. Mình cũng ở trong nhà không nỡ, mình cũng kiếm ngõ mình đi luôn. Dạ. Tính ra mà để mà sống được như bà ngoại là cũng khó chứ không dễ nha. Lủi thủi mà núi rừng có mình vậy mà sống mấy chục năm qua là tính ra bà ngoại cũng giỏi á. Chứ còn nếu mà tuổi trẻ mà thả lên núi sao sống nổi ta. Vậy là nước uống là bà ngoại xách riêng, còn nước rửa chén là xách riêng. Dạ. Dạ, dạ. Người ta dặn lấy đồ giúp đi. Lấy gì bà ngoại? Lấy đồ. Bà ngoại lấy đồ gì vậy ta? Đồ người ta dặn giúp kia. Đồ người ta dặn hả? Dạ, dặn lấy đồ giúp kia. À bà ngoại. À. Người quen hả bà ngoại? Bà ở đâu vậy ta? Bà nói bà đi lấy đồ. Bà để bà ngoại xuống lấy đồ đi cả nhà. Mình lên mình xem thử là cái ánh sáng của cái điện năng lượng nó có đủ không? Thì bà nói là bà đi lấy đồ cả nhà. Nhưng mà nhân nghĩ rằng là nếu mà ai đó mà cho bà một cái gì đó thì mang lên đây chứ tại sao lại bảo bà đi xuống. Nhưng mà nhân lúc mà cơ hội bà đi xuống á, thì mình đi mình kiểm tra cái ánh sáng của cái đèn xem thử là nó có đủ sáng ở phía sau không. Hoặc là cũng có thể là do mình mở cái đèn này lên rồi cả nhà. Rồi có thể là bà thấy ánh sáng rồi bà bỏ bà đi. Bởi vì ban đêm á, đối với bà là ban đêm là nó phải màu đen cả nhà. Bởi vì là mấy chục năm qua sống trong bóng tối ở trên cái núi này rồi. Tự nhiên cái hôm nay có ánh đèn cho nên là cảm thấy chắc là chưa có quen lại được. Mình lên đây cũng nhiều lần rồi. Và vì vậy đó là cái lý do mà có thể trò chuyện được với bà nhiều hơn một xíu. Đây là cái thau rác của bà. Hôm bữa là nhân cứ nghĩ rằng là ban đêm bà sẽ sử dụng cái đèn dầu nhưng mà hóa ra là đêm là ở trong bóng tối vậy luôn. Ui cái gì đây, khó hiểu cả nhà. Bà lấy những cái rác hay là những cái cây gì đó, sau đó bà buộc lại như thế này rồi bà treo lên, nhưng mà nó hơi cháy. Cái này là hình như là bà đốt hay sao á. Không biết là ý nghĩa của cái việc làm này là để làm gì cả nhà.
Thật sự mà nói thì ở trên đây rất là muối luôn. Mình đứng có một xíu mà muỗi nó bắt đầu nó tấn công rồi. Huống hồ gì bà sống trên đây mà không có cái mùng nào luôn. Đây là không gian sống. Ui, cây nó gãy rồi cả nhà nè. Cây nó bị mục, nó gãy rồi. Mà chắc chắn một điều mình không bao giờ mình sửa lại được cho bà, bởi vì bà sẽ không thích điều đó. Bà muốn cái căn nhà của bà là tự tay của bà sẽ làm thôi. Này, ban đêm sao nằm cả nhà. Không lẽ là cái đầu sẽ gối ngay chỗ đây, sau đó thì cái chân đưa ra phía ngoài này. Đây cả nhà, đèn năng lượng đã phát huy tác dụng. Bây giờ hiện tại là trời chưa có tối hẳn cả nhà, nhưng mà đây, ánh sáng của điện năng lượng nó đã sáng lên rồi, như thế này rồi nè. Cái này là mình mới lắp vào á, nó chưa có sạc nhiều điện á, chứ nếu mà sạc nhiều điện thì nó sẽ sáng hơn nhiều nữa. Mình lắp cao như thế này thì hy vọng rằng cái bóng điện năng lượng này nó sẽ không mất, và một ngày đẹp trời á, mình sẽ quay trở lại. Nhân sẽ quay trở lại để mà Nhân kiểm tra lại xem thử là cái điện năng lượng này nó có mất giống như là cái tấm bạc hôm bữa hay không. Đây nha cả nhà, sáng rất sáng luôn nè. Wow. Ủa sao bà đi đâu luôn hả ta? Ui, đêm hôm mà ở trên núi mà vắng lặng như thế này lại nghe tiếng những cái loài chim rồi nó hót. Rồi nó hót rồi nó kêu. Bây giờ mình sẽ đi xuống xem thử là bà nói là bà lấy đồ mà không biết là bà có thật sự là lấy đồ hay không. Hay là bà xuống như kia bà ngồi ta. Ui, làm giật cái mình. Cô bà có ngồi bên đây không? Không có cả nhà. Bà đi trốn rồi. Bà đi trốn rồi cả nhà. Bà ơi. Bà ơi.
Ui, bóng đèn ở trên đó giờ ở dưới này nhìn lên thấy sáng ghê luôn. Bà ơi, ủa bà đi đâu rồi ta? Ủa, vậy là bà trốn rồi, bà trốn mình rồi. Ở đây có rất là nhiều ngóc ngách cả nhà. Khi mà bà đi xuống có thể bà sẽ băng bộ qua phía bên kia, hoặc là bà đi xuống bà có thể băng bộ qua phía bên này. Rồi bây giờ mình cũng mất dấu của bà rồi. Nhưng mà cái việc này hôm nay thì Nhân đã làm xong rồi, là đó là tặng cho bà một cái đèn năng lượng đó. Thì hy vọng rằng trong thời gian sắp tới thì cái bóng đèn năng lượng nó sẽ vẫn còn tồn tại ở trên cái cây đó nha cả nhà. Đó là cái điều mà Nhân mong muốn. Thì sắp tới thì mình sẽ cố gắng mình nghiên cứu làm sao mà có thể có được một cái nguồn nước mà nó sạch hơn cái nguồn nước sông bà đang sử dụng, để mà mình kéo qua đó để có thể bà có thể dùng được. Thôi thì bây giờ cũng rất là tối rồi, bây giờ Nhân sẽ đi để bà quay trở về lại cái lều của mình, để bà tiếp tục sinh hoạt như bình thường. Nếu như mà mình ở đó thì chắc có lẽ là bà không bao giờ bà quay về đó cả nhà. Thôi thì một lần nữa Nhân cảm ơn cả nhà đã xem cái video này. Nếu mà xem thì khích lệ tinh thần Nhân lên một xíu nha cả nhà, bằng cách là đăng ký kênh để đón chờ những cái video sắp tới trên kênh của Nhân. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cả nhà nha. Bye bye.